Nam mô A Di Đà Phật, kính thưa toàn thể đại chúng. Ngày hôm nay ban tổ chức đường Zoom Thế giới hộ niệm chúng con lại nhận được thêm một tin vui vãng sinh nữa. Chúng con xin chia vui cùng với toàn thể đại chúng. Nam mô A Di Đà Phật, kính bạch trên chư tôn thiền đức tăng ni, chứng minh kính bạch thầy Diệu Âm cùng toàn thể đại chúng trên đường Zoom Thế giới hộ niệm. Gia đình con vô cùng vui mừng báo tin vui. Bố của chúng con là Hương Linh Nguyễn Văn Mạnh, pháp danh Tự Phúc Mẽ, bị ung thư phổi hành hạ, nằm ngồi không yên, đau khổ không nói lên lời, nhưng thật là may mắn thay, chắc nhiều đời nhiều kiếp bố con có tu hành nên cuối đời bố con đã tin tưởng vào pháp môn hộ niệm niệm Phật, cầu vãng sinh về Tây phương cực lạc. Được ban hộ niệm và gia đình túc trực hộ niệm bảo vệ, lại đủ duyên lành được thầy Diệu Âm từ bi khai thị cho bố con một lần. Bố con đã vững niềm tin và luôn hứa với đạo tràng là quyết lòng vãng sinh Tây phương cực lạc. Ngày 13 tháng 6 vừa qua, bố con tỉnh táo, an lành, niệm Phật đến hơi thở cuối cùng dưới sự yểm trợ niệm Phật của ban hộ niệm và gia đình. 12 giờ thăm thân, toàn thân lạnh, nhưng bố con vẫn còn vướng chấp nên thân tướng chưa được mềm mại, vẫn còn sượng. Ban hộ niệm tiếp tục tháo gỡ vướng chấp và con cái thành tâm sám hối hối với bố. Đến 14 giờ đồng hồ thăm thân thì bố con đã để lại thân tướng mềm mại, tươi hồng, mỉm cười đẹp hơn lúc còn sống. Niềm vui, niềm hạnh phúc tràn ngập trên khuôn mặt của từng thành viên trong gia đình và ban hộ niệm. Pháp hộ niệm thật là tuyệt vời quá, là một đại cứu tinh cho hàng phàm phu nghiệp chướng sâu dày, đầy dẫy vướng chấp như bố con, và chúng con đời này được thoát khổ nạn. Chúng con không biết nói gì ngoài lời tri ân sâu sắc tới chư Phật, chư Đại Bồ Tát, tới chư Tôn Thiền Đức Tăng Ni, tới Thầy Diệu Âm đã từ bi ngày đêm không ngừng giảng nói phương pháp niệm Phật hộ niệm vãng sinh để hàng phàm phu chúng con đời này có cơ hội, có phúc phần được về quê nhà cực lạc ạ. Gia đình chúng con vô cùng biết ơn ban hộ niệm không quản đường xá xa xôi, khó nhọc về bên cạnh túc trực bảo vệ hộ niệm cho bố con được chu toàn viên mãn ạ. Chúng con hứa sẽ cố gắng học tập nghiên cứu phương pháp hộ niệm đúng lý đúng pháp để đời này cứu mình và cứu người, lìa khổ được vui. Nguyện cầu ai ai cũng được vãng sinh về Tây phương cực lạc trong một báo thân này. Nam mô A Di Đà Phật. Nam mô A Di Đà Phật. Xin toàn thể đại chúng cho một tràng pháo tay thật lớn để cảm nhận của gia đình. Nam mô A Di Đà Phật. Hiện tượng vãng sinh càng ngày càng nhiều trên đất nước Việt Nam. Mong rằng các ban hộ niệm có nhiều tin vui vãng sinh, hãy đưa cho ban tổ chức chúng con để chúng con thường ngày gửi lên tin vui vãng sinh, cùng chia sẻ cùng các cha các má, và lấy đây làm động lực để chính chúng con đời này cũng có phúc phần vãng sinh về Tây phương cực lạc. Nam mô A Di Đà Phật. A Di Đà Phật.